Vâng, xin chào các bạn. Tôi trả cho các bạn cái video về cái phần 3 của cái bài Updo in a Traffic Jam. Tiếp cái dòng tiếp theo nha, bắt đầu từ cái chỗ này. And a tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Rex. Và Tyrannosaurus Rex là cái con khủng và một con khủng long bạo chúa. Đó. Stood up là nó đứng lên. Tức là nó đạp tung cái nóc xe ra, xong rồi con khủng long bạo chúa nó đứng vượt qua cả cái nó đứng lên thì nó nhô cái lưng ra, cái đầu ra. Đó. And a Tyrannosaurus Rex stood up in a back of the lorry, in a back of the lorry. And a Tyrannosaurus Rex stood up in a back of the lorry. Đó. Và một con khủng long bạo chúa đứng lên ở bên trong, và ở cái thùng xe bên sau. The back là phía sau của cái xe tải, tức là cái thùng xe tải. A Tyrannosaurus Rex, một con khủng long bạo chúa, chắc chắn thế, phải không? A Tyrannosaurus Rex Abdu knew his dinosaurs. Abdu knew his dinosaurs. Abdu thì biết những cái con khủng long của anh ấy, tức là Abdu thì biết rất rõ về khủng long. Abdu biết những cái con khủng long của anh ấy. Abdu knew his dinosaurs. Knew là biết. His của anh ấy, dinosaurs là những con khủng long. Abdu biết rõ về những cái con khủng long của anh ấy. He had watched Jurassic Park. Jurassic Park 15 times. He had watched Jurassic Park. Jurassic Park 15 times. Là anh ấy thì đã, he là anh ấy, had đã watched là xem. Đã xem. Park là công viên. Jurassic là kỷ Rura gì đó. Cái phim công viên kỷ Rura gì của Việt mình dịch như vậy. 15 lần rồi. 15 là 15 times lần. Anh ấy đã xem cái bộ phim Jurassic Park 15 lần rồi. Anh ấy đã xem bộ phim công viên kỷ Rura gì đó 15 lần rồi. The T-Rex. Về sau thì chữ Tyrannosaurus nó dài. Thì người ta viết tắt thành T-Rex. Đó. The T-Rex climbed out of a smallest lorry and jumped down onto the motorway. The T-Rex climbed out of the smallest lorry and jumped down onto the motorway. Là cái con khủng long bạo chúa đó, T-Rex, climbed là leo, là trèo, out là ra, là khỏi, trèo ra khỏi the smallest
Smart, từ này lạ lạ, tôi chưa gặp. CMA. Google là Google. Đập tan, hút tan nữa đó. Smashed. Cái con khủng long đó trèo ra khỏi cái, trời sao lại cái đập tan xe tải là sao? The smart lorry, không không phải, thêm chữ lorry nó là tính từ. Xe tải bị đập, cái xe tải tính từ say rượu, trời ơi. Định nghĩa thứ nhất là bạo lực, vỡ, tôi rất say. Là cái con khủng long bạo chúa đấy trèo ra khỏi cái xe tải mà nát bét đấy, cái xe tải mà bị nó phá toang cái móc xe ra rồi đấy. Và n là và nó trèo ra khỏi cái móc xe tải mà nó đã bị nó hút vỡ rồi đó, vỡ toang rồi đó. Và nhảy xuống, jump down, nhảy xuống, onto, xuống, nhảy xuống, onto là ngay trên the motorway, nhảy xuống cái mặt đường cao tốc đó. The T-Rex climbed out of a smart lorry and jumped down onto the motorway. Là cái con khủng long bạo chúa này trèo ra khỏi cái xe tải bị phá nát đó và nhảy xuống đường cao tốc. Then it leapt. Then it leapt over the fence. Sau đó thì nó leapt, leapt. Những từ vựng mới. Nhảy qua. Left. Leapt, không dùng jump nữa, bây giờ lại dùng leapt. Nó nhảy vọt từ dưới, vọt qua bờ rào ha. Nhảy qua cái bờ rào mà của đường cao tốc đó hả? Nhảy từ trên xuống thì dùng jump, mà nhảy từ dưới bay qua bờ hàng rào thì lại dùng từ leap, kiểu như chạy vượt rào ạ. Sau đó thì nó nhảy qua, leap over, nó dùng cái cụm từ đó, leap over là nó nhảy qua the fence, là cái hàng rào. Beside, beside là bên cạnh, it là nó, nhảy qua cái hàng rào bên cạnh nó. And march to way, and march to way across the fields. Then it leapt over the fence beside it and march to way across the fields. Fields. Then sau đó, it là nó, leapt over là nhảy qua, the fence là cái hàng rào, beside là bên cạnh, it là nó, and là và, từ marched, marched là cái từ diễu hành thì phải, từ marched, dùng cái từ gì cho nó hợp với tiếng Việt? Từ march, diễu hành. Nhưng mà cái này thì tức là đi nghênh ngang thì đúng hơn đúng không? Chứ con khủng long thì có phải là đoàn quân đâu mà diễu hành. Thì chúng ta tưởng tượng như là nó đi như là nó đi diễu hành, bởi vì con khủng long thì nó cao, nó to, nó lênh khênh nó đi. Thì nó nghễu nghện đi, nghễu nghện, hoặc là nó đi
nó đi nghễu nghệ hoặc đi gì nhỉ, dùng cái từ gì nó tương ứng được, nó đi như đi hành quân ấy, đi như đi diễu hành ấy. Đó, và nó đi nghênh ngang, nghênh ngang qua, across, qua the field, fields, qua cánh đồng. Đó, sau đó thì nó nhảy qua cái hàng rào bên cạnh nó và diễu qua cái cánh đồng. Đó. Then it leapt over the fence beside it and marched away across the fields. Đó, sau đó thì nó nhảy qua hàng rào bên cạnh nó và diễu hành qua cánh đồng. Abdul looked again. Abdul looked again at the cars all around him. Abdul looked again at the cars all around him. Là Abdul nhìn, looked là nhìn, again là nhìn lại. Abdul bắt đầu quan sát lại một lần nữa. Abdul nhìn lại. At vào the cars, những cái xe. All là tất cả những cái xe. Around là xung quanh, him là anh ấy. Abdul nhìn lại tất cả những cái xe xung quanh của anh ấy. Một hiện tượng nó lớn như vậy, một con khủng long hét vang dội trời đất, húc tán một cái móc ô tô và nhảy xuống đường cao tốc nghễu nghệ đi qua cánh đồng mà chỉ có Abdul biết đây. Chẳng lẽ những người khác họ họ không biết à? Một sự kiện kinh khủng như vậy không ai biết sao? Thì Abdul mới nhìn. Đó, Abdul looked again at the cars all around him. Abdul nhìn lại tất cả những cái xe xung quanh anh ta. No one had seen it. No one had seen it. No one là không có một cái nào. Had đã, seen it, nhìn thấy nó, tức là nhìn thấy con khủng long á. No one had seen it. Không có một cái xe nào đã nhìn thấy nó. Unbelievable, unbelievable. Có hai cái đó là unbelievable hoặc là unbelievable. Unbelievable là không thể nào tin được. Unbelievable, unbelievable. Hai cái đọc. Mom moved the car forward. Mom moved the car forward. Mẹ thì di chuyển, moved, di chuyển. The car là cái xe forward, về phía trước. Mẹ di chuyển cái xe về phía trước. Now they were creeping past the green lorry. Now they were creeping past the green lorry. Now they were creeping past the green lorry. Thì bây giờ họ đang creeping. Bây giờ họ đang creeping, đây là thì creeping. Họ đang leo lên, tức là họ đi qua đó. Bây giờ họ bắt đầu vượt qua, bò qua đi nhỉ. Creeping cũng là bò, là trườn, là leo. Bây giờ thì họ đang bò qua. Creeping là bò, past là qua. The green lorry là cái xe tải màu xanh. Bây giờ thì họ đang đang vượt qua cái xe tải màu xanh đó. Đó. Now they were creeping là bò qua, past the green lorry. Bây giờ họ đang bò qua cái xe tải màu xanh. Abdul stared. Abdul stared at the metal. Abdul stared at the metal. Abdul stared là nhìn chằm chằm. Stared at là nhìn chằm chằm. The metal vào cái chỗ kim loại đó. Abdul nhìn chằm chằm vào cái chỗ kim loại. Ripped mà
bị xé rách đó, bị xé rách. Abdu nhìn chằm chằm vào cái chỗ kim loại, ripped là bị xé rách. Where, where, cái nơi. The claws là những cái móng. Hard đã sliced, through là đã thái qua đó, tức là xuyên qua. Sliced là dùng con dao thái cái gì đó thì nó tả cái cảnh đó. Thì ở đây là những cái móng chân nó sắc như dao, nó thái một, nó thò, nó cắt một đường, thái qua cái, nó thái sắt như là thái dầu. Abdu nhìn chằm chằm vào cái chỗ kim loại, cái chỗ mà bị xé đó, cái nơi mà những cái móng, những cái móng của con khủng long bạo chúa đó đã thái qua, đã gọi là đã xuyên qua. Abdu stared at the metal ripped where the claws had sliced through. The lorry driver didn't look worried. The lorry driver didn't look worried. The lorry driver là cái lái, là cái người lái xe tải. Didn't là không, look là nhìn, worried là lo lắng, tức là cái người lái xe tải thì trông có vẻ không lo lắng gì cả. He was eating an apple. Là anh ấy thì đang ăn một quả táo. He was eating an apple. Anh ấy đang ăn một quả táo. The lorry driver didn't look worried. He was eating an apple. Abdu leaned down Chavis window. Là Abdu leaned down là nghiêng người, chui người ra khỏi of his window, là cái cửa sổ của cái cửa sổ của anh ấy, tức là của cái cửa ô tô ấy. Cái này đi xe là cấm tuyệt đối, vì xe đằng sau nó vượt lên, nó di cho một phát thì người đi chân ở lại ngay. Cho nên cái câu chuyện này cũng có cái yếu tố này tôi không đồng ý. Đặc biệt là chuyện dành cho thiếu nhi là tuyệt đối đi xe không được thò người ra khỏi cửa. Cái chỗ này tôi không đồng ý với câu chuyện. Nhưng vì là mình theo họ rồi thì tôn trọng cái bản gốc, cho nên tôi không cắt cái này đi. Chứ còn hai lần rồi. Hai lần là Abdu chui người qua cửa. Lần thứ nhất là chui người qua cửa để ngó về những cái xe phía trước. Lần thứ hai là chui người qua cửa tiếp. Cái động từ mà chui qua cửa, lin đảo, cái cụm từ đó, lin đảo. Thì cảnh báo là rất nguy hiểm. Đặc chỗ này thì đang tắc đường, họ đi rất chậm, không vì gì cả. Nhưng mà cũng không, nó thành thói quen, không được phép. Abdu lin đảo Chavis window là Abdu thì chui người qua cái cửa sổ xe. Mister, you've lost your dinosaur. Mister, you've lost your dinosaur. Là nếu với chỗ này chúng ta học được một điều là nếu với một người lạ mà là đàn ông thì chúng ta dùng từ Mister. Ông ơi ông, hoặc là chú bác gì đó, không biết, nhưng mà chúng ta như vậy là ở đây thì họ mách cho mình là gặp người lạ mà là đàn ông hơn tuổi mình thì mình cứ gọi là Mister, nên là ok. You là ông, chú hoặc bác gì đó, là viết tắt của had. Lost là mất, đánh mất. Your dinosaur, cái con khủng long của ông. Bác ơi bác bị mất con khủng long của bác rồi. Mister, you've lost your dinosaur. I saw it escape.
escape là cháu. So đã nhìn thấy at nó. Escape là trốn thoát. Cháu đã nhìn thấy nó trốn thoát. It ripped the roof. It ripped the roof off. It ripped the roof off and ran away across the fields. It ripped the roof off and ran away across the fields. Là nó đã xé, nó đã xé, nó cào, nó xé rách the roof là cái mái, off xé nó, tức là nó sẽ toang cái mái ra, off là ra, and và run away là chạy chạy đi, chạy chạy khỏi cái xe, across là qua, the fields là cánh đồng. Nó đã xé toạc cái mái ra và chạy qua cánh đồng rồi. Đó. I saw it escape. It ripped the roof off and ran away across the fields. The lorry driver looked at him in horror. The lorry driver looked at him in horror. Là cái người lái xe tải thì nhìn vào áp đù, nhìn vào anh ấy trong cái nỗi kinh hoàng, horror, sợ hãi, kinh hoàng. The lorry driver looked at him in horror. Là người lái xe tải thì nhìn vào anh ấy, nhìn vào áp đù trong cái nỗi kinh hoàng. No, he wailed. Không, anh ấy hét lên, anh ấy gào lên. Really, thật vậy à. Then I am in trouble. Then I am in trouble. Vậy thì, then là vậy thì, I là tôi, gặp rắc rối rồi. In trouble là rắc rối rồi. Then I am in trouble. Vậy thì tôi gặp rắc rối rồi. That is the second T-Rex I have lost this week. That is the second T-Rex I have lost this week. That is the second T-Rex I have lost this week. Đó là cái con khủng long bạo chúa thứ hai. The second là thứ hai. That là, đó is là the second là thứ hai. T-Rex là con khủng long bạo chúa. Đó là con khủng long bạo chúa thứ hai. I là tôi, have là đã, lost đánh mất, this week trong cái tuần này rồi. Đó, là cái ông lái xe ông hét lên vậy. Abdul fell back in his seat. Abdul fell back in his seat. Abdul thì fell là ngã, back là trở lại, rơi trở lại. In his seat là cái chỗ ngồi của anh ấy, tức là Abdul thò người ra thì bây giờ anh ấy tụt xuống, anh rơi bịch một phát xuống ghế thì gọi là rơi trở lại, nhưng chứ không phải là anh ấy ngồi nhẹ nhàng bịch một phát chẳng hạn thế. Chỗ ngồi của anh ấy, what a crazy thing. What thì là một, crazy là điên rồ, tình một điều, thật là một điều điên rồ, một điều gì đấy mà nó không bình thường, một điều thật là một cái gì đó hết sức là điên điên rồ gì đấy không rõ, từ crazy. But he hadn't
imagined it, but he hadn't imagined it. Imagined it. Nhưng mà anh ấy không thể nào tưởng tượng ra nó. Phải không? Đúng là một điều điên rồ. Mà anh ấy bất là mà anh ấy không thể nào tưởng tượng ra được, đúng không? Thì ai vậy đọc cũng thấy vô lý, làm gì có chuyện ở thời này mà có con khủng long bạo chúa thúc thình 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 mà lại không ai biết thì nhảy ra cánh đồng, rồi ông kia bảo tuần này mất hai con rồi. Thì đây là người ta viết về tắc đường, nhưng mà người ta thêm vào đó để cho người nghe nó hấp dẫn. À, đó là sự tưởng tượng của cái người viết truyện. What a crazy thing, but he hadn't imagined it. Đó, thật là một câu chuyện điên rồ mà anh ấy cũng không thể nào tưởng tượng ra nó được. It really had happened. It really had happened. Nó thực sự đã xảy ra. À, nó là chuyện có thật đã xảy ra, một thứ có thật đã xảy ra, không phải là điều gì hết. And it would make a great story. And it would make a great story. Và nó sẽ tạo ra một câu chuyện tuyệt vời. Nó sẽ là một cái câu chuyện tuyệt vời. He pulled his homework book. Anh ấy pulled là lôi ra, kéo ra. His homework book là cái quyển sách bài tập về nhà, cái quyển vở bài tập về nhà. Out of his bag. Ra khỏi cái túi, cái cặp sách đó, cái túi sách của anh ấy. He put his homework book out of his bag. Anh ấy lôi cái quyển sách bài tập ra khỏi cái cặp, cái túi của anh ấy. Found the pen and began. Tìm một cây bút và bắt đầu .. viết cái câu chuyện này. Thì nó mới có câu chuyện này. Đó. Thì cái sự hư cấu là con khủng long. Và cái sự tắc đường là cái thật. Giữa cái thật và cái hư kết hợp vào để trở thành một câu chuyện. Thì rõ ràng là học qua BBC chúng ta thấy là cũng trải qua 5-6 câu chuyện rồi. Thì câu chuyện nào cũng có hai phần. Một là phần thật, phần thực. Hai là phần ảo. Và phần ảo để người đọc nó không bị nhàm chán. Chứ nếu như bây giờ chỉ tả tắc đường, hai mẹ con đi tắc đường, có hàng trăm chiếc xe ở đằng trước, đèn cứ bật lại tắt, xong rồi xe nọ nối đuôi xe kia, rồi sau đó hết tắc đường, thì có vẻ câu chuyện nó không thể hấp dẫn được người đọc và nhanh chóng nó sẽ biến mất. Người ta sẽ chỉ đọc qua một lần và không đọng lại cái gì cả. Nhưng mà trong lúc tóc tường mà lại có một con khủng long người nọ kia thì người đọc cứ suy nghĩ hoài. Thật hay điêu vậy? Khéo tưởng tượng nhỉ? Làm gì có chuyện đấy? Nhưng mà vẫn thích đọc. Hoặc là ở chân cầu vồng có vàng. Gold. Vàng. Đó. Thì những cái câu chuyện như vậy thì nó có. Và con bù nhìn nói chuyện với lại con chuột để đuổi con quạ. Thì đó là trong cái lúc viết văn mà các bạn văn tả thì các bạn cũng nên bắt chước người Anh. Nó có hai phần, một là phần thực và hai là phần hư cấu, thì nó sẽ làm cho câu chuyện nó hay hơn. Và ví dụ như mình tả con mèo nhà mình thì mình thêm cái là nó sẽ đối thoại bọn chuột, ví dụ nó thách đố với bọn chuột để đấu với chuột cống, giống như là cái chuyện cái Tết của mèo con, thì cũng bắt đầu nhân cách hóa. Thì đó là phần hư cấu rồi. Ok, cái câu chuyện này hết ở đây rồi. Đó. Thì sau cái chuyện này sẽ còn phải làm cái video về Joe goes fishing. Thì các bạn cố gắng là học chăm để mà ra nhiều video. Thì không có cửa gì, chỉ có cái cách đó thì từ vựng nó mới vào đầu mình thôi. Rồi, chúng ta dừng video ở đây.